Hi, xin chào. Bây giờ mình sẽ review khui hàng cái camera mình mới mua trên Lazada đây nhé. Camera VT 6300C cộng thêm thẻ nhớ 32GB, sử dụng phần mềm SMI, giá 815.000 đồng. Thì đối với cái dòng camera VT này thì nó có VT6300 là 1 megapixel, VT6300C B 6300 B là 1.2 megapixel và 6300C chính là cái dòng này. Cái này là 2 megapixel. Và mình đặt hàng trên Lazada. Đây là khối hàng, đây là camera VT, ở đây có tem nhãn đàng hoàng nha. Là hãng Vantage chính hãng VT6300C, công ty cổ phần thương mại Vạn Xuân, Lê Bách Cát, phường 11, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, QC Bass, thẻ nhớ hỗ trợ 464GB, camera ID, có hỗ trợ on, vip, đàm thoại 2 chiều, Wi-Fi. Một không tám không HD cũng không giải đó nhé. Website là 120 độ đối với chiều dọc và 355 độ đối với chiều ngang. Dạ không. Rồi bây giờ mình sẽ xô khui ra nhé. Đây là thẻ nhớ 32GB. Đây là đĩa driver, đĩa CD kèm theo bộ của nó. Hàng có vẻ đây là cáp USB. Đây là dây nguồn cáp này, không cái dòng này nó dùng cái loại cáp nguồn này nha các bạn, các đầu dẹp nè, cổng USB đầu dẹp mình gắn vô luôn nè. Cái VT6300C này nó xài cái đầu dẹp chứ không còn cái loại đầu tròn, cáp nguồn đầu tròn như như trước nữa. Và đây đây chính là cái con Vantage 6300C, cái tem gì đây mà nó lại dán bung ra rồi nè. Hai râu ở đây nó có cổng mạng, thẻ nhớ và cáp USB. Có vẻ là dùng cáp USB, có nghĩa là bạn cắm USB cũng được mà bạn dùng nguồn thẻ nguồn cũng được. Và đây là cái cháu gắn đuôi cho nó. Thì khác với những cái dòng camera VT trước là nó nút reset nó nằm ở đây, cái lỗ reset nó nằm ở đây, chúng có cái chữ reset. Thì cái dòng này nó có cái chữ reset là nó nằm ở đây nha các bạn, cái lỗ reset nó nằm phía sau này luôn. À, khá đẹp. Độ phân giải là 2 megapixel nhé. Để mình xem trên hướng dẫn sử dụng không có gì lưu ý không. Nó dùng luôn phần mềm IC nhé, IC download app IC về và scan cái mã QR này vào thôi. Ok. Mình đã hết rồi, trong hộp không có gì hết, hộp rất là đẹp, chính hãng. Mình cất cái hộp này đi ha.
không biết hai cái sốt này họ gắn thay để làm gì. Sao lấy cái thẻ này ra nhỉ? Thẻ này của HK Vision nha. Thẻ này tôi nhớ của HK Vision là một cái hãng khá tên tuổi đó. Tốc độ ghi là 92 megapixel. Megabyte trên 1 giây nha. Thẻ HK Vision á, hãng chất lượng cao đó các bạn. Rồi còn về cái video mà hướng còn về cái để mà hướng dẫn cài đặt hay sử dụng phần mềm thì các bạn cũng biết rồi, chỉ cần mình về cái này thì chắc ai cũng biết cho nên mình không có hướng dẫn nha. Ok, thì cái miếng lớn này á, cái thẻ lớn này nè là dùng để bạn gắn vô máy tính, cái miếng nhỏ á, là để các bạn cái nhỏ này đưa thẳng vào trong máy luôn. Đây, nếu các bạn gắn lên máy tính á, thì các bạn cho nó vào trong như vậy ha, đặt nó vào trong như vậy và ấn vào và đưa vào cái thẻ máy tính. Còn nếu đối với camera này thì các bạn sẽ đưa vào đây. Đưa vào như vậy, mặt chữ nằm lên trên. Nhấn vô nó kêu cái cạnh đó là được. Các bạn cắm nguồn khởi động. Chất lượng 2 megapixel thì các bạn hoàn toàn yên tâm, có thể nhìn rõ mặt người nè. Nhìn rõ mọi thứ nha các bạn. Để khởi động xem có lên. Ok, còn cái phần hướng dẫn cài đặt thì mình sẽ hướng dẫn sau nhé. Mình hướng dẫn các bạn lên Google search. Connect to router successfully.
Ừ.